Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ nói về chuyên đề bệnh trĩ và các phương pháp điều trị. Như chúng ta đã biết là bệnh trĩ là bệnh rất thường gặp, ít nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có lẽ điều khó chịu nhất của bệnh trĩ đối với người bệnh đó là sự phiền toái trong cuộc sống và sinh hoạt. Người bệnh bị bệnh trĩ, đặc biệt là những người bị bệnh trĩ nặng thì thường phải ăn kiêng khem. Bệnh trĩ thì cũng ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh, bởi vì cái bệnh trĩ là ở vùng nhạy cảm. Người bệnh rất là ngại nói ra và rất là e ngại khi đến bệnh viện. Người bệnh thường tự tìm hiểu, có thể là ở trên mạng, có thể hỏi qua người đã bị bệnh trĩ. Một phần lớn là tự chẩn đoán và điều trị không mang lại những cái hiệu quả đáng mong muốn, và cũng đã xảy ra những cái biến chứng rất là đáng tiếc. Trong cuộc sống văn minh và hiện đại hiện nay thì vấn đề chất lượng cuộc sống đã được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Bệnh trĩ cũng như vậy. Do vậy, vấn đề bệnh trĩ và chất lượng cuộc sống cũng đã và đang được quan tâm nhằm chẩn đoán bệnh và đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp nhất cho người bệnh. Trĩ là những cái cấu trúc giải phẫu bình thường ở trong cơ thể và có những chức năng sinh lý nhất định trong phần tự chủ của vùng hậu môn trực tràng. Khi những cái cấu trúc giải phẫu này bị biến đổi như bị sa giãn, bị viêm, khi đó xuất hiện các triệu chứng bất thường như đại tiện ra máu, bị đau, viêm, sa bui trĩ hoặc là tắc mạch, lúc đấy mới gọi là bệnh trĩ. Về nguyên nhân cụ thể chính xác, nó có rất nhiều các yếu tố và những cái điều kiện thuận lợi làm cho bệnh trĩ rất dễ mắc và khởi phát. Chẳng hạn những người bị táo bón, những người bị béo phì hoặc là những phụ nữ mang thai, đặc biệt ở những tháng cuối, do sự chèn ép cản trở cái lưu thông dòng máu trở về. Vì vậy các bối trĩ cũng sẽ rất dễ gây ra các triệu chứng. Hoặc là những người sử dụng những thức ăn cay nóng, chẳng hạn như ăn nhiều ớt, ăn nhiều hạt tiêu, uống nhiều chất có caffeine như là uống nước chè đặc, cà phê v.v. rất dễ gây viêm những cái niêm mạc ở vùng hậu môn trực tràng. Do đó các triệu chứng về chảy máu hoặc là đau rát của vùng môn rất dễ xuất hiện. Cái triệu chứng hay gặp nhất mà trên 90% những người bệnh thường đến đó là đại tiện ra máu tươi. Do cái bối trĩ nằm ở phần thấp của vùng hậu môn trực tràng, vì vậy khi có các triệu chứng tiện máu tươi thì có đặc điểm là đại tiện ra máu nặng thì có thể thành tia hoặc là chảy rõ rọt, hoặc là chúng ta thấy là sau khi chúng ta vệ sinh xong thì thấy máu chảy ở bồn vệ sinh. Dữ liệu thứ hai, do cái tổ chức nâng đỡ các bối trĩ nằm ở vùng trực tràng thấp bị sa giãn trong quá trình bị bệnh trĩ lâu ngày thì bối trĩ có thể sang ra ngoài, và cũng dựa vào đó người ta phân cái độ bệnh trĩ thành độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Sự sa giãn này nếu mà chúng ta không phát hiện để can thiệp kịp thời, ví dụ những người để chữa những bệnh táo bón hoặc là một số những cái yếu tố khác, thì cái sự sa giãn ngày càng nặng. Có lẽ sự co hồi của bối trĩ và hậu môn nằm ở trở lại bình thường cũng rất là khó. Một cái dấu hiệu thứ ba mà hay gặp trong biến chứng bệnh trĩ đó là tắc mạch. Nó sẽ làm tắc các mạch máu của trĩ, khi đó bối trĩ sẽ viêm phù nề tắc và thường xa ra ngoài vùng hậu môn. Vì vậy trong chuyên môn chúng tôi gọi là xa trĩ tắc mạch, nếu để lâu thì gây ra hoại tử, viêm và gây ra đau đớn cho người bệnh. Do các dấu hiệu bệnh trĩ như vậy thì nó cũng sẽ lẫn với một số những cái bệnh ở vùng hậu môn trực tràng mà chúng ta cần phải phân biệt rõ và loại trừ những cái nguyên nhân mà có thể nguy hiểm đến tính mạng trước khi chúng ta chẩn đoán bệnh trĩ hay là điều trị bệnh trĩ. Đó là các khối u ở vùng đại trực tràng thấp. Với các khối u thì cũng sẽ gây ra những cái thay đổi thói quen đi ngoài, đại tiện ra máu. Những cái khối u lành tính khác ở vùng thấp đại trực tràng, ví dụ như là polyp, như là bệnh viêm đại trực tràng chảy máu, vân vân, các triệu chứng cũng vậy tương tự. Ở đây tôi muốn nói là những cái bệnh này tuy là lành tính, nhưng nếu chúng ta cứ chẩn đoán là bệnh trĩ mà chúng ta điều trị thì sẽ không khỏi, rất là mất thời gian và đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Một cái nhóm bệnh nữa đó là những nhóm bệnh ở vùng hậu môn mà chúng ta cũng rất hay gặp, cũng có thể gây ra những triệu chứng đau, viêm, chảy máu vân vân, như là bệnh nứt kẽ hậu môn, bệnh viêm ống hậu môn, bệnh giò hậu môn vân vân, và chúng ta cũng cần phải phát hiện để điều trị cho nó đúng bệnh. Ở đây tôi cũng xin nhấn mạnh là bệnh trĩ thì nó rất hay gặp, nhưng dưới 10% những người bị bệnh trĩ mới phải can thiệp phẫu thuật. Còn lại
hơn 90% là chúng ta có thể được phát hiện bệnh, dùng thuốc và sinh hoạt, làm việc lành mạnh thì có thể sống chung với bệnh trĩ mà không cần can thiệp điều trị. Có 3 nhóm điều trị, đó là điều trị nội khoa và chế độ vệ sinh ăn uống. Cái nhóm thứ hai là nhóm can thiệp bằng thủ thuật và nhóm thứ ba là phẫu thuật. Thì chúng ta biết rằng nếu chúng ta phát hiện bệnh sớm và chẩn đoán chính xác là bệnh trĩ thì chúng ta có thể dùng thuốc, chúng ta có thể theo lời khuyên của thầy thuốc là ăn uống, vệ sinh và sinh hoạt lành mạnh thì chúng ta có thể sống chung với bệnh trĩ và các triệu chứng của nó rất ít xuất hiện và sẽ không tránh được những cái biến chứng xảy ra. Về nhóm điều trị thủ thuật thì chúng ta thấy là những cái can thiệp ở đây là nhẹ nhàng, chẳng hạn đốt bằng sóng laser, sóng cao tần, bằng thắt vòng cao su và những cái biện pháp khác. Thì những biện pháp này can thiệp để chữa bệnh trĩ khi ở những mức độ nhẹ, chẳng hạn như là chảy máu hoặc là xa trĩ ở mức độ 1, độ 2 hoặc là những cái búi trĩ nó chỉ 1 hoặc 2 búi thì cái biện pháp này điều trị tốt. Còn lại khoảng độ gần 10% những người bệnh mà khi bệnh phát hiện muộn hoặc là những triệu chứng như chảy máu, xa trĩ hoặc là bệnh trĩ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thì cần phải phẫu thuật. Thì với những cái sự hiểu biết về bệnh trĩ, về những kỹ thuật và công nghệ tiên tiến hiện nay thì các phẫu thuật đã mang lại hiệu quả điều trị bệnh trĩ rất là cao, trên 95% có thể điều trị khỏi và biện pháp mổ hiện nay cũng rất là an toàn, rất ít những cái biến chứng xảy ra. Đương nhiên là phải được thực hiện bởi các thầy thuốc chuyên khoa có kinh nghiệm. Vấn đề thứ hai trong cái điều trị bệnh trĩ mà có lẽ là e ngại nhất đối với người bệnh cũng như một vấn đề rắc rối cho các thầy thuốc, đó là vấn đề đau sau phẫu thuật. Đau sau phẫu thuật hiện nay thì cũng đã được kiểm soát rất là tốt bằng các biện pháp giảm đau toàn thân, giảm đau tại chỗ. Và đặc biệt là cái việc kiểm soát đau là có thể là theo mức độ đau, thầy thuốc và người bệnh cũng có thể phối hợp để làm sao mà trong quá trình hậu phẫu một cách nhẹ nhàng nhất, có thể sử dụng thuốc, ăn uống, đi lại và đại tiện một cách tương đối bình thường. Và cái sự săn sóc chuyên nghiệp của đội ngũ bác sĩ điều dưỡng chuyên khoa cũng sẽ giúp cho cái sự hồi phục của vết thương, hồi phục về trở lại sinh hoạt công việc của người bệnh cũng rất là nhanh chóng. Trước đây thì phẫu thuật trĩ có lẽ là cái đau làm cái khủng khiếp nhất cho người bệnh và thường hậu phẫu kéo dài khoảng 3-4 tuần. Nhưng hiện nay với các phương pháp điều trị mới, phương pháp điều trị giảm đau và những cái và các bác sĩ chuyên khoa điều trị có trình độ cao thì cái thời gian phục hồi đã rút ngắn lại, thậm chí chỉ còn độ 1 tuần hoặc là 10 ngày. Chúng tôi đã thu nhận được rất nhiều, có lẽ là hàng trăm những cái biến cố đã xảy ra trong kể cả 3 nhóm điều trị nội khoa, điều trị bằng thủ thuật hay bằng phẫu thuật. Đó là những biến chứng gây hoại tử, búi trĩ. Và có lẽ thuốc nam cũng là một phương thuốc để điều trị. Nhưng nếu mà dùng không đúng liều hoặc là chúng ta dùng quá mức cũng sẽ làm cho cái vùng hậu môn trực tràng hoại tử. Đấy là tại chỗ. Còn những cái thứ thuốc mà chúng ta không kiểm soát được liều lượng cho các hoạt chất trong thuốc cũng có thể gây ngộ độc, gây suy gan, suy thận, vân vân. Và bản thân những cái thủ thuật thì cũng có những cái di chứng, những cái biến chứng. Chúng tôi đã thu thập được các trường hợp mà tiêm sơ. Tiêm sơ nó thuộc làm thủ thuật và bệnh nhân sau khi đó bị hoại tử và sẹo viêm loét, nó làm chít hẹp hẳn cái ống hậu môn và bệnh nhân có lẽ là không thể đi ngoài được. Đặc biệt cái việc can thiệp phẫu thuật nếu không được thực hiện bởi các thầy thuốc chuyên khoa có tay nghề thì cũng sẽ có rất nhiều những cái sự cố xảy ra sau phẫu thuật. Ví dụ như chảy máu, ví dụ như là hoại tử, ví dụ như là cái săn sóc sau mổ về sau này là hẹp hậu môn hoặc là mất tự chủ hậu môn. Trong ngay sau phẫu thuật thì những cái vấn đề như là đau, vấn đề chảy máu, vấn đề đại tiện là vấn đề mà sẽ gây khó khăn cho người bệnh trong thời gian này. Thường nó kéo dài khoảng độ 2 đến 3 tuần. Đau thì chúng ta đã có cái việc kiểm soát đau tốt.
Nhưng vấn đề chảy máu thì nó cũng phải được theo dõi, chăm sóc và phát hiện sớm. Ngay trong quá trình mổ cũng đã phải kiểm soát là việc phẫu thuật của mình đã an toàn chưa. Thứ hai, khi có chảy máu thì cũng phải phát hiện sớm để chúng ta kịp thời can thiệp, thậm chí chỉ bằng những cái thủ thuật rất đơn giản chúng ta tránh được những cái can thiệp bằng phẫu thuật. Vấn đề thứ ba là vấn đề đại tiện. Thì có lẽ là người bệnh e ngại đại tiện và đại tiện cũng rất là đau. Do vậy, cái việc săn sóc đại tiện sau phẫu thuật cắt chỉ cũng là một vấn đề mà chúng tôi rất là quan tâm, và chúng tôi cũng đã có rất nhiều cái biện pháp với những cái chế độ cho người bệnh ăn uống nhiều chất xơ, có thể dùng miệng tràng hoặc giảm đau, hoặc là khi phát hiện những cái biến cố như là ứ đọng những phân ở trong trực tràng thì chúng ta cần phải thủ tháo cho người bệnh, thì sẽ giảm được những cái khó khăn cho người bệnh sau đại tiện. Trong những cái môi trường mà các bệnh viện chuyên khoa để điều trị những bệnh này thì cái sự ân cần, tính chuyên nghiệp của đội ngũ thầy thuốc, đặc biệt là các điều dưỡng, thì cũng là giảm đi cái sự lo lắng cho người bệnh. Và có lẽ trong cái thời gian mà người bệnh e ngại nhất, sợ nhất là nằm bệnh viện, đau, ăn uống, sinh hoạt, vân vân, thì sẽ được giảm nhẹ, và cái sự phục hồi những vết thương và người bệnh sẽ trở lại cuộc sống, sinh hoạt và làm việc bình thường một cách nhanh chóng. Thì trong cái phần này chúng tôi cũng chỉ nói tóm lại là bệnh trí là một bệnh rất là hay gặp và điều trị thì khỏi, và khoảng dưới 10% bệnh nhân phải can thiệp phẫu thuật, còn lại trên 90% chúng ta có thể dùng thuốc, có thể ăn uống tránh một số những chất có thể gây ra những đợt trĩ cấp, và sinh hoạt vận động lành mạnh thì chúng ta cũng có thể sống chung với bệnh trĩ. Xin cảm ơn các bạn.